vậy thì cô cá bẹn là gì? Bà bà. Cô cá bẹn là gì? Nó kinh vậy thì lùm hồ này xăm thần này. Lùm hồ này xăm thần này. Cô lấy xăm thần này đấy. Bà xăm thần này tôi chỉ cho tức. Anh cứ xăm thần này xăm thần này là cô ấy. À, nó xăm thần này. Hai, này khăn ông kỳ sáu ní. Dương xăm thiệt hạ dưỡng viên đã cả đá này ngay. Né? Mình là cả đá dưỡng thư vô chỉ bật sáu. Bà. Lấy. Nhóm ai nhóm bà sân là kia nhóm plom về cạn chẳng á bà cạn đa chẳng hay plom bị lừa chứ ta lưu kết thà cái đá nó miền tây tạng bao nhiêu dạng bệnh trong cái đá này thôi mà đá bây giờ căn cái đá hình chẳng hay dương plom về bản đấy cứ cái đá cứ về nơi ta thẹt đá đã xa ta về miền sinh tố tầm nền đấy này về miền tầm nền đầy tiền cho crom chẳng về nơi ta thẹt cho crom ta đá nhưng mà cái này dương plom bị lừa như tới về nơi thì tàng bò phía nơi tại đài nơi tại đài bắt đầu đi ba mà cơ mình bắt đầu tiền nè kẻ lấy ai là cụ plom thì hàng lơ nắng nè plom mình tới hay cũng chẳng sự kệ luật ai mới ta tùm niên đây nắng miền bờ tại lơ trong cái đá nắng nhà đường đây ba ba hay bia thưa ai trong cái đá nắng trái phù thì tàng bò phía được ạ ba xin cảm ơn anh chàng ba này đấy. Bác khuyên tha tụm đến đấy cứ ở miền nằm phơi mà lừa cái đá thế thôi cái đá phang lang mà lừa bên tai đó. Bạn. À. Nó bây giờ mấy đấy là cô bạn chỉ vì bạc lang mà lừa chứ. À, cái này riêng cái này plom tới. À, này vì phang lang lừa riêng mấy nhá. Bạn. À, riêng cái này riêng plom tới như tha riêng thôi ở chợ chợ chia sang tận ấy. Bạn. Thôi ở chợ nó plastic nó hàng lừa. Này khi nó phê đài chợ nó plastic tới cứ sầm tiệt này hàng lừa đấy cứ chọc xào. Ô bà nè, cái nào chọc sái, cái hàng trong này miệt rồi nên sủng tiệt tài giả cả, chẳng sủng tiệt tài giả cả, hàng chiên sủng tiệt này hàng lớn, cứ tôi rồi nhà đàn nó ấy, ăn ngựa làng lựa bàn. Ô bà, chẳng nhiều đâu bà. À, nè, chẳng ngựa làng lựa bàn. Bà. Hai, mùi tiết, rồi càng cái đàn nó pì, nè, cái đàn nó pì nó đặt, ai chừng ngày thì khi phải kia. Tram thằng này mãi đấy nhé ba mà hỏi hụt plong phải lo cả đá nè plong cả đó cả đá hỏi tới hụt kết hạ cả này dùng plong tới cả đá nắng biển nơi xa giang mạch rụp biển biển tì tang biển bắt tay mà khiêm cái tết nó phải được khiêm plong tới cho châu tam bảo này khiêm chưa chợ thà cả đá vi bậc tiền nhiệt trên dịp pì nhiệt trên dịp pì ba cả này dùng tới vi cho ấy đó sao cho được khiêm plong tới cứ vi nhiệt trên dịp pì tại sao cho đại dùng plong tới cứ vi run tràn ba run tràn cả đá cứ vi nhiệt trên dịp pì à nên từ khi การปั้นสมาร์ทบอกเลยปลอมลองเตียนไว้อึ้งจริงๆดักกระดาษเอาไปให้เจมันปรามซองติดแม่ได้ปรามซองติดแม่ไปคือนี้ยังจับดามพลอมดำรองเอาไปโมดักหาอํานวยบ้านอ๋อบ่าอ๋อยังไม่ได้วีมันเหยียดวีบายสิรวมโจគ្នាវិញวีบายสิรวมโจบ่าๆ ăn nó mua là hai tấy bằng chì về rùm châu khen chứ nó kêu à nó ta để khi ông phải vô lực muốn như thà cả này dùng plom tới ô nó về tiệt tôn chỉ mua những cô ca bên gì đây à phải cô ca bên gì đây cả này dùng plom tới cứ chào thưa chào nà bà nè chào thưa chào nà tức cứ dùng tiền này chỉ lo nắng mía xài bà xài dùng tiền tài giả cả tiền giả ta hàng cái này sang cọp mà sang cọp má chẳng mang thôi ai cái đá nắng nghĩa châu khen ô bà